Sau nhiều ngày chờ đợi, Manchester United đã đưa ra đáp án cho câu hỏi ai sẽ là người gác đền mùa giải mới của đội bóng cho người hâm mộ. Người được chọn không nằm ngoài dự đoán là Andre Onana, tiếp tục là một học trò cưng của thầy mời. Mà bản hợp đồng bom tấn để giúp thủ môn người Cameroon chen chân vào top 5 thủ thành đắt giá nhất lịch sử. Và với sự góp mặt của Onana trong đội hình, không chỉ hàng thủ mà cả hệ thống chiến thuật của Manchester United mùa tới sẽ thực sự rất đáng mong chờ. Here we go! Câu lệnh quyền lực của ông trùm tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã báo hiệu một tin vui dành cho các Manusian. Sau khoảng thời gian kỳ kèo kéo dài đàm phán, người hâm mộ Quỷ Đỏ sẽ không cần phải dùng hình ảnh Photoshop nữa khi Andre Onana chính thức đạt thỏa thuận với MU và chỉ cần kiểm tra y tế để hoàn tất hợp đồng. Theo đó, thủ thành người Cameroon sẽ tới Old Trafford trong bản hợp đồng kéo dài 5 năm đến năm 2028 và MU cũng sẵn lòng cho những lần gia hạn xa hơn, ít nhất là đến năm 2029. Những điều khoản cụ thể về lương thưởng chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn mức đãi ngộ cũng không tồi một chút nào để có thể chèo kéo Onana khỏi Inter Milan, khi mà theo nhiều nguồn tin, anh được tăng gấp đôi mức lương 3,4 triệu đô mỗi năm sau thuế. Mức phí cho thương vụ này là 43 triệu bảng Anh, rơi vào khoảng 50 triệu euro, và điều này biến Onana thành thủ môn đắt giá thứ tư trong lịch sử bóng đá thế giới. Mọi thủ tục gần như đã hoàn tất, Onana chỉ còn phải vượt qua bài kiểm tra y tế để chính thức là người của Quỷ Đỏ, và thậm chí anh còn đang được MU gấp rút hoàn tất visa sang Mỹ tham gia pre-season tour của cả đội. Đây tiếp tục là một thành tích đáng mừng cho ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Dễ thấy rằng mùa hè chuyển nhượng năm nay họ làm việc uy tín hẳn, đã nhắm được ai là theo tới cùng và mua được ngay. Dù mức phí chuyển nhượng vẫn là vấn đề tồn đọng, nhưng chỉ ít MU đã không còn là FC tin đồn. Việc ký kết hợp đồng với Onana cũng không hề dễ dàng khi thủ môn người Cameroon là trụ cột của Inter Milan mùa trước, là người nhện bảo vệ mảnh lưới của nửa xanh thành Milan trên hành trình họ đi tới chung kết Champions League. Trước khi tìm được tiếng nói chung, phía Inter đã tuyên bố họ sẽ không nhả người nếu không nhận đủ 50 triệu bảng. Và bây giờ với sự xuất hiện của Andre Onana, bộ khung phòng ngự của Manchester United đã trở nên vô cùng chắc chắn. Không cần phải nói nhiều, Onana chắc chắn là over hợp với MU thời điểm hiện tại, hay nói đúng hơn là với chiến thuật của huấn luyện viên Erik ten Hag. Ông thầy người Hà Lan luôn yêu thích những thủ môn có khả năng chơi chân tốt, tham gia thoát pressing, thậm chí là build up play. Đó chính xác là những gì mà Onana có thể đáp ứng. Mặc dù là một thủ môn đến từ châu Phi, nhưng phần lớn thời gian chơi bóng thời trẻ của Onana tại châu Âu, nên anh mang trong mình phong cách chơi hiện đại, rất khác với những gì người ta thường thấy ở những thủ thành da màu khác. Cậu ấy không phải thủ môn điển hình ở châu Phi, rõ ràng là Andre đã trải qua thời thơ ấu ở châu Âu, nên cậu ấy biết cách thích nghi với lối chơi mới. Cậu ấy hiểu trận đấu và còn tạo ra sự vượt trội trong giai đoạn đầu của các đợt tấn công. Cậu ấy chơi chân rất tốt, Onana cần phải liều lĩnh hơn trong những pha xuất phát cao, trong những pha không chiến, nhưng cậu ấy vẫn còn cơ hội để thể hiện những khía cạnh đó. Thủ môn huyền thoại người Cameroon Thomas Nkono chia sẻ với người hậu bối: khả năng truyền bóng và tham gia build up play và làm chủ không gian của Onana thực sự ấn tượng. Điều này không chỉ đơn thuần đến từ kỹ năng chơi chân tốt mà còn là tư duy. Onana thường rất chủ động khi nhận đường truyền về từ các đồng đội. Anh có xu hướng sẽ lùi về sau vài bước để tạo thêm không gian xử lý và đưa ra những quyết định chuẩn xác. Andre Onana đã thực hiện hơn 1.000 đường truyền với tỷ lệ chính xác là hơn 80%. Đây là một thông số mà nhiều tiền vệ phải ngưỡng mộ. Tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào lối chơi của Inter lẫn Ajax. Nhưng với việc duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác trên dưới 80% trong 5 mùa giải gần nhất, Andre Onana thực sự là cái tên uy tín trong việc chơi trận. Đây chính là ưu điểm nổi bật nhất của Onana và nó hơn đứt người tiền bối David De Gea khi anh tới MU. Tiếp đến là khả năng phản xạ của Onana cũng rất đáng gờm. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp điểm tương đồng giữa Onana và De Gea khi cả hai đều có khả năng cản phá bằng chân xuất sắc, giúp hạn chế kha khá bàn thua từ những cú sút khóc hẹp hay tạo ra những pha cứu thua không tưởng. Còn về bản lĩnh, tâm lý thi đấu, chúng ta không thể xem nhẹ Onana được, bởi với việc là một thủ môn da màu, thi đấu tại một quốc gia mà vấn nạn phân biệt chủng tộc là rất nhức nhối như Italia, Andre Onana đã chui rèn tinh thần thi đấu cực kỳ vững vàng. Tuy nhiên, khả năng đổ người và kinh nghiệm thi đấu sẽ là điều Onana chưa thể sánh bằng De Gea, nhưng anh hoàn toàn có thể cải thiện thêm điều này trong thời gian sắp tới. Với những phẩm chất như vậy, Onana về cơ bản đã phù hợp với Premier League, chứ đừng nói đến là MU. Còn tại Old Trafford, Onana cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để bắt nhịp với đội bóng mới, nhất là khi cầm trịch MU hiện tại là Erik ten Hag, một người thầy cũ của anh tại Ajax. Với Andre Onana trong khung gỗ, thầy 10 có thể tự tin triển khai hệ thống sở trường mà ông vẫn thường áp dụng tại Ajax Amsterdam với việc triển khai bóng ngay từ khung thành. Andre Onana với kỹ năng chơi chân tốt sẽ tham gia vào quá trình build up tịnh tiến bóng, sẵn sàng phối hợp với các hậu vệ cánh cũng như tung ra những đường truyền dài chuẩn xác.
Điều này sẽ giúp MU phát huy tối đa những miếng đánh phản công mà họ đã chui rèn từ mùa giải trước. Với chỉ hai điểm chạm, từ Onana đến Bruno và từ Bruno đến Rashford, một đòn hồi mã thương sắc bén sẽ được hình thành. Hơn thế nữa, một thủ môn biết chơi chân, MU sẽ được tăng cường đáng kể khả năng thoát pressing, điều mà họ đã không thể làm được với David De Gea. Dù sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự đã được cải thiện đáng kể, nhưng ngoài Lisandro Martinez, các trung vệ còn lại của MU đều chơi bóng phối hợp ở mức trung bình. Mà chắc không cần phải nêu rõ tên, anh em cũng biết được chúng ta đang đề cập tới ai. Điều này khiến MU dễ dàng bị gãy trong khâu tịnh tiện bóng ngay từ phần sân nhà, nếu gặp những đội bóng chơi mid-press hay là high-press. Vậy nên, khi được một thủ môn chơi chân tốt, các trung vệ sẽ có thêm lựa chọn khi chuyền bóng, những pha triển khai từ sân nhà cũng mượt mà hơn. MU chỉ cần chờ Eriksen lấy lại phong độ hoặc mua thêm một tiền vệ phòng ngự có khả năng kiến thiết như Frankie de Jong, thì việc bẻ gãy hệ thống pressing của đối thủ là hoàn toàn trong tầm tay. May mà trong mùa giải mới, Onana sẽ được chơi cùng người đồng đội trước đây ở Ajax là Lisandro Martinez, chứ chơi cùng Harry Maguire thì mời Onana cũng khó mà đỡ được. Có thể thấy rằng Andre Onana tiếp tục là một sự bổ sung nhân sự đáng giá cho Manchester United trong mùa giải tới. Dù tới Old Trafford với mức phí tương đối đắt đỏ dành cho một thủ môn, nhưng Onana trên lý thuyết có thể giải quyết được vấn đề cho Quỷ Đỏ, đặc biệt là khả năng thoát pressing trước xu hướng high press đang rất thịnh hành tại Premier League. Một học trò cưng của Erik ten Hag thể hiện rằng huấn luyện viên Hà Lan đang toàn quyền quyết định mọi thứ để phục hưng MU theo cách của mình. Đây là tín hiệu rất đáng mừng trong giai đoạn MU đang chuẩn bị đổi chủ. Chúng ta hiện tại chưa có nhiều thông tin về thời gian ra mắt của Onana trong màu áo đỏ, nhưng với việc mọi thứ sẽ được hoàn tất trong 48 giờ tới và visa đi Mỹ của anh cũng đang được gấp rút chuẩn bị, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng anh sẽ xỏ găng thi đấu ngay trong trận giao hữu tiền mùa giải với Arsenal vào ngày 23 tháng 7 tới đây. Chưa một thủ môn da màu nào thành công với Manchester United. Chiếc bóng của David De Gea cũng là rất lớn, nhưng Andre Onana tới Old Trafford không phải chỉ để cho đẹp CV. Nên chúng ta hãy cùng chờ vào màn trình diễn của Onana trong thời gian sắp tới.